Nên mỗi người chúng ta ai cũng muốn cái hậu của mình phải đặc biệt tốt. Vậy thì mình phải gieo cái nhân cho nó đặc biệt tốt. Giống như một người đi vô chùa tu trẻ mà chân thật nhiệt tình cống hiến, thì cái nhân cái quả nó tương đồng dữ lắm. Thật lòng cống hiến mà, thì cái nhân quả nó rất là tương đồng. Từ một cái tâm trách nhiệm, rồi nhiệt tình đối với Tam Bảo, hết lòng với con người, tự nhiên là duyên phước nó cứ phát triển, phát triển, phát triển. Tu duyên phước nó cứ phát triển hoài. Còn mình mới vô chùa mình hiền, mình tu giết rồi mình thành bà chằn lửa, vậy thì thua. Không? Càng tu càng giữ là thua. Nên người ta mới vô chùa người ta giữ, nhưng mà ta tu giết người ta hiền thì nó đúng. Mình vô chùa thì hiền, mà tu giết thì nó giữ. Vậy đúng cái cùng. Đúng hả? Trời ơi. Tu từ từ giữ mà đúng. Nên quý vị nhớ là đa phần những người, người ta niệm Phật giảng sanh, lưu xá lợi, đồ thù thắng, thì coi nếu mà xem lại cái công hạnh của họ lúc mà còn tại thế, đa phần hiền lắm, tốt, rồi siêng niệm Phật, gọi là lão thật niệm Phật đó. Lão thật niệm Phật là siêng năng, cứ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật. Bây giờ thì mới bấm số niệm Phật này nữa, mình là một phương tiện hỗ trợ rất là lớn. Mình niệm, mình bấm, viết, quen. Như Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói một câu, có người hỏi Ngài, có người nói niệm 1000 câu Phật hiệu mà như lý như pháp, còn có những người nói niệm 10000 câu Phật hiệu mà không như lý như pháp. Thì Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói rằng căn tính phàm phu của mình mà 1000 câu như lý như pháp thì không phù hợp. Căn tính phàm phu chỉ cần niệm Phật thôi, niệm nhiều 10000 câu đi, thường niệm Phật đi là nó như lý như pháp à. Tại vì sao? Vì mình buông câu Phật hiệu ra cái là bắt đầu là mình gông gũi rồi. Nên cần mình phải dùng câu Phật hiệu để mà cái tâm mình nó nương vào câu Phật hiệu. Còn mình bỏ câu Phật hiệu một cái là bắt đầu cái tâm mình nó gông gũi liền. Phàm phu mà sao mà nhiếp tâm thanh tịnh tâm gì? Chỉ có chân thật niệm Phật là nương vào bổn nguyện. Đến lúc là thọ mạng đến thì Phật A Di Đà Ngài tiếp dẫn giáng sanh. Tại vì bổn nguyện của Ngài là đưa lên là niệm danh hiệu Ngài, Ngài tiếp dẫn. Nên từ nơi đó mà siêng niệm Phật là một cái phương pháp đặc biệt hay nhất đối với kẻ phàm phu chúng ta. Có những lúc có đụng chạm gì tức quá, chửi một cái xong quay lại Nam Mô A Di Đà Phật, quay lại liền. Tại vì phàm phu mà sao mà tránh được khi mà nói mình hoài tức quá cùng, nghe không? Chửi một cái xong quay lại A Di Đà Phật, niệm nhắc liền vậy đó. Đó gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nên mình thường niệm có Phật hiệu nên cái tánh giác mình nó phát triển, nó quay lại rất là nhanh, nó quay lại rất là nhanh. Nên mỗi lần mà cái tâm nó gông gũi cái mình A Di Đà Phật, mình siêng niệm, mình cứ niệm hoài, lúc nó chưa rong ruổi mình cũng niệm luôn, cái thường niệm có Phật hiệu hoài, cái duy trì gì. Nên cái tâm viết rồi nó an lạc rồi, mình thấy có Phật hiệu niệm nó hay, mình thích, thì tự nhiên con người mình cứ là đi đứng nằm ngồi mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình cứ siêng niệm Phật. Còn những người vô đây cộng tu, mình không có dính cái nhân sự gì trong chùa, nên mình vô mình lo mình niệm Phật. Vô đây tu 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần gì, chỉ cần mình vô đây mình tu, mình buông xuống cái việc ở ngoài đời, mình buông cái việc ở nhà mình lo mình tu đi 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần gì, tự nhiên nó có kết quả. Còn gặp mà mình vô đây mình vừa tu mà mình vừa lo cái chuyện biết giờ nhà sao, để qua phòng đăng ký mượn cái điện thoại coi, điện về hỏi thăm coi, hoặc là cầm theo 2 chiếc điện thoại, giao chiếc còn để dành chiếc, tu xong cái đầu đi lên sân thượng, cái bấm điện thoại, cái này hỏi thăm gia đình. Vậy thì cái chuyện đi tu của mình không có kết quả. Mình vô ngôi Tam Bảo mình đã là không chân thật rồi, làm sao mình tu có kết quả. Nên đi tu 1 tuần 2 tuần mà cuối cùng không có kết quả. Ở nhà bận tâm lo âu hoài,
Vô đây được có 1 tuần 2 tuần là cơ hội để chúng ta buông xuống vạn duyên để thí nghiệm coi cái sự an lạc của niệm Phật làm sao. Nhưng mà do mình phân vân rồi mình tu mà mình cứ rảnh mình chạy ra là mình kiếm người mình mượn điện thoại, hoặc mình kiếm điện thoại cầm chân rồi mình bấm, mình hỏi gia đình này kia được là mình thua. Tôi không có kết quả đâu, chắc chắn quý vị luôn. Nên có những người ta đi vô chùa, người ta cũng mang bệnh, nào là ung thư hay bệnh này bệnh kia, đồ ta vô đây người ta cũng tu. Nếu như mà quý vị mà chịu tin có Phật hiệu mà chân thật niệm đó nghe, thọ mạng mà chưa hết là nó hết bệnh đó. Còn thọ mạng mà hết á là Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Những đứa có cái ông huynh đệ, ông bị bệnh, xong rồi đó ông cũng biết chích thuốc. Mà xong ông bị bệnh mà kiểu như bệnh cái chỗ mà kín đáo á, xong ông mua thuốc gì tự chích thời gian cũng lâu, nó bắt đầu nó hoại tử, nó giống như nó nhiễm trùng, lục phủ ngũ tạng nó nhiễm trùng hết luôn, rồi nó nhiễm trùng luôn cơ thể của ổng, bộ phận sinh dục nó nhiễm trùng hết luôn. Xong bắt đầu người ổng sưng phù lên đó, đưa vô bệnh viện. Người nhà lúc đó quyết định còn nước còn tát, mổ. Mà nghe nói mổ hơn 1 tỷ bạc, nó thay đổi hết cái bộ phận bên trong, nó thay thành máy móc hết. Vậy con người sống sao nổi quý vị? Dù có sống cũng không sống bao lâu, mà cái sống được đó là do gì? Thỏa mãn nó còn, chứ đâu phải là do cái sự hỗ trợ đó mà nó sống. Mình là học Phật nghe, mình tin sâu nhân quả nghe quý vị. Có người mà thỏa mãn mà hết rồi, dù là qua đà tái thế hay là bác sĩ trên trời xuống đi chăng nữa, chị cũng không được, không có chị được. Vì thọ mạng đã đến là phải chết. Nên bậc A-la-hán mà ta chứng quả A-la-hán rồi mà người ta còn mang thân tứ đại, thì chừng lúc nào thọ mạng đến hoặc là cái kiếp nạn gì là người ta phải chết. Như Tôn Giả Mục Kiền Liên sao chết? Bậc A-la-hán thần thông đệ nhất ai mà giết được. Nhưng mà khi mà ngoại đạo đến định giết, thì Tôn Giả Mục Kiền Liên quán cơ thấy mình đã đến lúc phải đi rồi, phải nhập niết bàn. Nhưng do cái nghiệp duyên của mình mang cái thân tứ đại mình phải trả, nên để cho ngoại đạo nó cầm dao, nó chặt, nó chém, nó bầm, nó phân ngày ra bao nhiêu chỗ nó đem đi. Tại vì nó nghĩ Tôn Giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, nếu giết xong rồi mà để y gì thì ổng sống lại tiếp tục. Nên nó chặt Tôn Giả Mục Kiền Liên ra bao nhiêu khúc, nó đem đi, nó để chỗ. Nhưng mà ngài chứng quả A-la-hán, nên theo cái nghiệp duyên các ngài trả đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ các ngài phải trả. Rồi các ngài viên tịch bằng cách đó. Viên tịch bằng cách như vậy đó. Đó là bậc A-la-hán mà ngài giờ ra đi, người ta còn phải ra đi vậy. Nên mình là người tu, mình phải nhận thức được cái việc thọ mạng khi đến không có bác sĩ nào mà trị được đâu. Thí dụ như lúc mà mình thọ mạng chưa hết, bệnh đau nặng quá, thì thí dụ như cái người này do uống thuốc quen, trị bệnh quen, thì bác sĩ nó hỗ trợ cho mình đỡ đau, rồi mình sống lại bình thường, là do thọ mạng mình chưa có hết. Chứ nếu thọ mạng mà chưa có hết, dù nó có đau te tua tả tơ tàn tạ, nhưng mà vài bữa nó cũng hết à, nó trở lại bình thường à, 100%. Việc này những đức thấy rõ ràng. Cái mùa dịch những đức bị dính dịch Chúa mà nó nặng, trời ơi là trời, ai nghĩ cũng chết không, mà có chết đâu quý vị, cũng uống viên thuốc nào đâu mà không có chết, thấy chưa? Là do thọ mạng những đức chưa có hết. Chứ nếu mà hết thì bây giờ làm gì ngồi đây, thấy không? Đó nên á, người tu của mình á, nó phải gầy dựng cái tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc cho nó cực kỳ mạnh. Nếu như lúc bình thường gì mà mình bệnh đau một chút mình đi tìm thuốc thì bác sĩ, chắc chắn quý vị cận tử nghiệp vị sẽ không có cơ hội đâu, đa phần là sẽ bị mê hết trơn đó. Nên cái ông huynh đệ mà mổ mà tội nhìn ghê lắm, mổ hết luôn, nó mổ kinh khủng, mổ sạch sẽ hết luôn, rồi nó đưa máy móc đồ vô bên trong hết, lục phủ ngũ tạng thay đổi hết, ghê lắm. Mà nó nặng nề lắm, sống kiểu đó thôi, sống khổ lắm. Nên mình á, nếu như thật sự là người niệm Phật muốn giảng sanh, cái tâm quyết nó phải cực kỳ mạnh, mạnh lắm luôn á. Tại vì từ một đời ngắn ngủi chịu khổ chịu khó này mà mình được về cực lạc, nó không đơn giản đâu quý vị. Phải rèn lắm á, tuy Pháp Môn Tịnh Độ là dễ,
dễ hơn các pháp khác. Nhưng bản thân chúng ta phải nỗ lực một chút, chứ không có được mà giải đãi đâu. Siêng niệm Phật phải gan dạ, phải chịu khó. Như những đức tu hành, những đức chịu khó nè, những đức ở trong cái cảnh duyên á, ngũ dục lục trần mà những đức tu luôn. Giống như cái duyên gia chạm bao nhiêu sự việc để tu ở trong nhân duyên đó. Tu giết nó tạo cho mình thành một cái định lực, một con người nó tự nhiên nó mạnh mẽ, quyết đoán, gan dạ. Chứ không phải là nó thành nhút nhát. Tại vì mình quyết chí mình giảng sanh rồi. Trước mà khiếm thị mà bị bệnh sốt, ho, mà tới bây giờ vẫn còn ho. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy công việc làm vẫn bình thường. Chương trình khiếm thị vẫn tổ chức bình thường, 6.000 người chương trình khiếm thị. Nữa bật cho cái cụ coi đông quá trời đông người ta khiếm thị. Rồi xong rồi tiếp tục thứ bảy chương trình cũng xong hết. Rồi xong tới chủ nhật cũng xong hết. Hôm qua vừa đám giỗ xong cũng gọi hết. Mọi việc đều qua xong hết chứ. Thấy không? Nó bệnh thì bệnh làm hay làm thôi. Ho thì ho mà ó. Ho nói ha. Hiểu không? Có trở ngại gì đâu. Có nhiều người nói thầy đừng có nói nữa thầy ơi, bớt nói đi. Chứ thầy nói hoài nó ho hoài. Nó chừng nào nó nghĩ nói thì nó nghĩ nói. Còn nói được thì nói đại đi. Thấy Phật cũng gia hộ mình. Lại Quan Âm 3.000 lại mà mình lại không bị khang tiếng. Nói mà vậy tôi thấy Phật đã thương, Phật đã giúp đỡ mình à. Thôi bản thân mình cứ tin Phật, mình cố gắng. Nghe không? Chứ ai đâu mà 3 ngày 3.000 lại la sùm giảng pháp mà nó không khang tiếng quý vị. Nên mình làm mình tin Phật, Phật gia hộ cho mình, thấy chưa? Nên quý vị cả đời tin Phật khó lắm quý vị ơi. Nên tin Phật là bản thân mình chân thật làm, nhiệt tình hết mình. Ở trong cái ngũ dục lục trần mà trong đó mà đụng cảnh đụng duyên vẫn là phải tu. Vượt ra khỏi vị trí đó rồi bản thân quý vị mới thấy tự nhiên mình trở thành cái mạnh thật sự, chứ không có giỡn đâu. Tu hành mà bao nhiêu con người đông đúc gì nè, cũng bao nhiêu sự trở ngại đó quý vị, bao nhiêu sự thử thách. Rồi mình làm được chuyện cũng có những người nói này nói kia, tại vì người ta đâu phải mình, nên người ta phải hiểu lầm mình thôi. Nhưng mà mình ở trong cái sự bị nói này nói kia đó mình vẫn duy trì. Có khi nó cũng buồn, có khi nó cũng tức, nhưng mà một chút rồi nó quay cái tâm lại liền. Được, không có sao. Chứ đừng có mà tiêu cực rồi chán nản thì mình thất bại. Nhớ kỹ, không có ai mà trở ngại mình bằng chính mình trở ngại mình đâu. Mình là người trở ngại mình nhất. Không có ai mà là người trở ngại mình chân á. Nói rõ ra trong Phật Pháp, sự trở ngại là sự giúp mình. Không? Sự trở ngại là sự giúp mình. Tu hành nó tăng cảnh giới, tu hành mà nó tăng cái tâm giải thoát là trong cái trở ngại mà vẫn duy trì tu. Trong cái trở ngại mà vẫn duy trì tu. Không phải đi tìm khổ, mà khổ đến là phải chịu và cố gắng tu để vượt qua. Còn lúc bình thường bình yên thì cứ sống bình yên, chứ không phải đi tìm khó khăn làm gì. Nên mong rằng mỗi một con người mình ngày nào cũng được nhắc nhở cái việc niệm Phật. Cái này quan trọng lắm. Tuy gần chỗ trị bệnh đồ nhưng mà rèn mình. Những đức đều là gây dựng cho đại chúng mà. Chứ thật sự quý vị muốn trị bệnh uống thuốc thì chuyện của quý vị thôi. Còn những đức gây dựng cứ gây dựng à. Cứ gây dựng để mà tương lai có kết quả hơn. Như bữa đó những đức ra ngoài cái chỗ mà cái phòng hộ niệm mà người tu thấy đông quá trời. Phòng hộ niệm buổi tối tu gì đâu chắc 100 mấy người quá. Nên những đức mới chỉ. Tại vì để ý ngồi vậy ai mà không buồn ngủ. Mình ngồi gì nghe nói chuyện rầm rầm mà chút mà con mắt mà còn chuyện giao pháp ầm ầm mà có người ta ngồi chút xíu à, mắt mà nó kỳ lắm. Thấy không? Mình mà tán ngẫu đồ hoặc có phim sao đen đồ nên nó mở mắt làm nè. Quay tới quay lui mà mình mà nghe pháp mình chút mắt làm nè. Ngộ ghê chật chật. Đó, thì bị biết ngồi mà niệm Phật ngồi trên ghế. Ngồi chút tờ ơi 100 mấy người ngủ hết 120 người. Còn 10 mấy 20 người tức. Ngon nghe, còn nhiều ngủ ngái khò khò. Mạnh như đức niệm Phật còn mạnh họ ngủ ngái khò khò. Xong như đức mới chỉ là ngồi trên cái ghế. Xong để hai cái chân xuống gì nè. Rồi xong những đức niệm câu A Di Đà Phật, câu sau chúng niệm á thì họ vừa A Di Đà Phật nó xá xuống một cái bật người lên. Cái câu sau cái những đức A Di Đà Phật cái tới đại chúng niệm, cái mình niệm theo A Di Đà Phật, vừa niệm A Di Đà Phật cái xá luôn. Đừng có dứt câu mà A Di Đà Phật lúc A Di Đà Phật mình xá luôn. Để nó tỉnh, để nó làm cho mình cứ cúi lên rồi trở lại vị trí ngồi, cúi xuống rồi trở lại vị trí ngồi, cứ làm hoài vậy đó.
Nó làm cho các cụ, một là xương sống cũng được cái hoạt bát, hai là làm cho cụ tỉnh táo. Chứ bà ngồi kiểu này mà bà ngồi hoài gì mà mới vô thì mình A Di Đà Phật, bà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, mắt bắt đầu nhỉ, mình A Di Đà Phật mà ngủ cái khò rồi chịu thua. Xong rồi vừa hết thờ mà cái lúc mà hồi hướng là bà tỉnh, kinh khủng đi tự tự. Bởi vì để ý phải không, nhiều người chúng ta kỳ lắm, mình lúc mình tu mình buồn ngủ nhưng hồi hướng mình lại tỉnh. Khi hồi hướng là người nào nấy mở mắt ra chắp tay lia lịa, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh cùng ngủ được như tôi. Thì mình ngủ bây giờ mình hồi hướng ra chúng sanh thì nó cùng ngủ được như tôi thì ngủ hết trơn. Chúng sanh ngủ sạch chứ, đúng không? Lạ thái ngộ. Tới giờ hồi hướng là tự nhiên nó thức rồi quý vị ơi. À, thức lạ kỳ lắm, thấy chưa? Từ nơi đó mà chỉ cách cho họ tu để mà đỡ ngủ gục. Chứ không thôi mà ngồi nó sao chịu nổi, mà đau xương sống dữ lắm đó trời. Ngồi lâu nó ngồi hoài nó cứng đơ xương sống luôn. Nên nhà Đức mới cho ai mà khỏe thì ngồi một góc nào đó, một vị trí nào đó là xa gan chút, cho cái niệm để cho cái chân. Rồi xong họ muốn lại Phật thì họ quỳ xuống họ lại, để cho người nào tu được thì tu được. Chứ không mà ngồi không thì nguyên một vàng trăm mấy trăm người, người nào còn nấy vậy nè. Người thì quẹo bên đây, người thì quẹo bên đây. Nghe mà mình niệm ai với đạo Phật, còn chúng niệm ai với đạo Phật, chứ không có nghe cái người ở ngoài ngồi niệm, mà nghe thêm mấy cái tiếng khỏi. Thấy không? Phải gán lên quý vị ơi, chứ không có để cho mình ngủ hoài được. Nó ngủ hoài được mà hồi hướng gì trời. Có cái bà đó mỗi lần mới lên tu là bà ngủ không à, mà ai mà nói tới bà nó thôi tùy hỷ đi, nó cho tùy hỷ ngủ hoài mà tùy hỷ. Trời, ngủ tối ngày mà người ta nói tới mà tùy hỷ đi, biết tùy hỷ cái gì, ai không ai tùy hỷ ngủ. Tới giờ ngủ thì đi ngủ thì được tùy hỷ, còn cái giờ tu mà ngủ không mà kêu người ta tùy hỷ đi, nó nên gán lên nó ngủ ô nghe không. Gán niệm Phật lên để quyết chí về cực lạc nghe các cụ. Không, đời này không về cực lạc là khổ lắm nghe các cụ ơi. Mấy chú trẻ đâu gì là phải nỗ lực lên. Không, tu nhiệt liệt hết mình, phát tâm cho nó mạnh mẽ. Chú nào mà tu yếu quá chừng bị chim dẫn đi đó. Chứ không phải chuyện giỡn đâu trời. Trẻ trẻ cái này mà mình tu mà yếu mà không phát tâm cho nó mạnh đó nghe, mấy chim chia sẻ nó bay, nó gấp bay đi sạch nhất, chim bay về núi để dành ngày sau. Hiểu chưa? Nó phát tâm cho nó mạnh lên, chứ không phải chuyện mà đơn giản mà tu mà lề rề mà cho qua ngày động thái mà tồn tại trong ngôi nhà tam bảo đâu. Phải tâm hừng hực cái tâm tu lên, mình thấy con đường thì mình đi ý nghĩa lắm, phải phát tâm cho nó mạnh nó vậy mới được. Còn các cụ thì phải nỗ lực lên để mà lúc nào mà Phật hay đà đến là rước mình, là mình đi về cực lạc liền nghe các cụ. Chứ đừng để Phật Ai Di Đà đến trước mà nói dạ phan Phật để chờ con vô lấy cái quần nó tao. Được không? Mày lấy cái quần tao đi. Nghe không? Chịu thua. Phật rước lúc nào là đi lúc đấy liền, chứ không có nói là còn công chuyện gì chứ á. Chứ không phải là Phật vô trước mà nói dạ để con qua con trình hòa thượng cái con đi là Phật đi mất tiêu. Nhưng là Phật rước lúc nào đi theo Phật lúc đấy liền. Chứ không thôi dạ Phật chờ con chút xíu con vô con lấy cái bánh bao đi dọc đường ăn đó, chịu thua. Mày đi mày ở đây ăn bánh bao thì còn. Đâu phải hiểu, có nhiều bà già không có hiểu trời ơi. Nghe không? Cấp dưới bên hộ pháp có ông bà già mới nói vậy nè, dạ thưa thầy, chừng nào con giảng sanh thì cực lạc thầy thuê chiếc xe 50 chỗ đưa con đi. Nó thật mệt tiếng ghê, bà tưởng nó đi về cực lạc là giống đi xuống Vũng Tàu tắm biển vậy đó. Kêu thuê chiếc xe 50 chỗ cho bà đi. Nó nói thôi chịu thua. Thấy chưa, tới tuổi già tu khi không hiểu có thấy không? Đâu có biết đâu quý vị. Nghe không? Nên chúng ta phải cố gắng quý vị ơi. Thôi chúc đại chúng an lạc nha, quyết tâm về cực lạc cái vị ư, hồi hướng vị ư. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng ngủ ngon nha.